Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Những ngày qua thì các bạn vẫn đang băn khoăn về một cái nghị định mới, đó là nghị định 137 năm 2020 quy định về việc sử dụng pháo hoa và pháo nổ, đúng không? Thì cái nghị định này được ban hành vào ngày 27 tháng 11 năm 2020 và nó sẽ có hiệu lực vào ngày 11 tháng 1 năm 2021. Như vậy thì trước Tết Nguyên Đán thì cái nghị định này nó sẽ có hiệu lực. Và một cái điểm mà chúng ta vẫn đang lưu ý trong cái nghị định này, đó là việc cho hay không cho sử dụng pháo hoa, và nếu cho thì sẽ sử dụng trong trường hợp nào. Thì trong cái nghị định này nó quy định về hai cái loại pháo, đó là pháo hoa và pháo nổ. Tuy nhiên chỉ có một loại pháo mà chúng ta được quyền sử dụng, đó chính là pháo hoa. Và không phải bất kỳ trường hợp nào chúng ta cũng có thể sử dụng, mà chỉ trong một số trường hợp nhất định thôi. Ví dụ như là lễ Tết nè, ngày lễ Quốc Khánh nè, sinh nhật nè, hội nghị nè, hoặc là các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Và có hai cái điều kiện để mà chúng ta sử dụng pháo hoa một cách hợp pháp. Thứ nhất, chúng ta phải là người có đầy đủ năng lực hành vi nhân sự. Và thứ hai, chúng ta sẽ phải mua những cái loại pháo hoa này ở những cái đơn vị mà được nhà nước cho phép kinh doanh sản xuất pháo hoa. Thì đối với cái trường hợp mà có đầy đủ năng lực hành vi nhân sự, theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015, thì cái trường hợp mà người có đầy đủ năng lực hành vi nhân sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên, họ có đầy đủ nhận thức về cái hành vi của mình và không thuộc trường hợp bị bệnh tâm thần hoặc bị tòa án tuyên là mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Và điều kiện thứ hai để mà chúng ta sở hữu một loại pháo hoa hợp pháp và bắn trong những cái dịp mà được phép, thì chúng ta phải mua tại một đơn vị, và cái đơn vị này được nhà nước cho phép và thuộc trường hợp được phép kinh doanh sản xuất pháo hoa theo nghị định 137 năm 2020. Thì theo quy định tại khoản 2 điều 14 của cái nghị định này thì chỉ có những cái tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng thì mới được kinh doanh pháo hoa, và cái cơ sở kinh doanh này nó phải được cơ quan công an cấp phép đủ điều kiện an ninh trật tự, bên cạnh đó là phải đảm bảo về điều kiện phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa và ứng phó với môi trường. Các bạn lưu ý nha, không phải là chúng ta được mua bất kỳ loại pháo hoa đâu, mà chúng ta phải mua những cái loại pháo hoa nó đúng theo đúng chuẩn kỹ thuật và đúng cái đơn vị kinh doanh. Bởi vì nếu mà các bạn mua những cái loại pháo hoa lậu, hoặc là những loại pháo hoa mà nó không có giấy phép hẳn hoi, hoặc là được kinh doanh bởi những đơn vị mà được cấp phép á, thì lúc đó là các bạn là cái người sử dụng không hợp pháp pháo hoa rồi. Nhưng mà có một cái lưu ý dành cho mọi người là mọi người sẽ bị nhầm lẫn giữa pháo hoa và pháo hoa nổ. Thì pháo hoa và pháo hoa nổ thì Phúc sẽ có một chiếc video phân tích giới thiệu cho mọi người so sánh để mà mọi người hiểu rõ hơn. Tuy nhiên mọi người lưu ý là mọi người chỉ được sử dụng những cái loại pháo hoa mà nó không gây ra tiếng nổ thôi. Ví dụ như là những cái que mà ngày xưa chúng ta chơi, mà cái thời mà còn là Hoàng Châu Công Chúa Cách Cách gì đó, chúng ta có cầm cái que mà đốt pháo bông, chúng ta đốt được cái nó tư ra đó. Đó là những cái loại pháo mà chúng ta có thể sử dụng được trong các buổi tiệc sinh nhật, hội nghị, tiệc cưới, hoặc là dịp Tết Nguyên Đán mà cá nhân, tổ chức hay là doanh nghiệp không có thẩm quyền thì họ sẽ được sử dụng cái này. Mọi người lưu ý nha, đối với cái loại pháo hoa mà bắn lên trời đùng 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 á, trời đùng 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 á, loại pháo hoa bắn trên đó mà nó gây ra tiếng nổ á, thì mọi người không được sử dụng đâu. Mọi người đừng có mà bị nhầm lẫn về cái chuyện này. Nếu như mà mọi người nhầm lẫn mà mọi người sử dụng á, thì mọi người sẽ có khả năng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đó. Trên đây là những cái thông tin mà Phúc thông báo cho mọi người. Và Phúc sẽ có một chiếc video làm rõ hơn về loại pháo hoa pháo nổ để mà mọi người có thể sử dụng. Rồi, nếu mọi người cảm thấy video này hay và ích, đừng quên hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ. Và nếu có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Xin chào.